tốt lắm. Sút không được, một pha đỡ ngực và vô lê. Rất tiếc là bóng đã không đi được như ý muốn của Bá Thắng. Bá Thắng không vào. Một pha cú sút rất bất ngờ từ Bá Thắng. Bóng đi rất mạnh và căng. Rất tiếc cách khung thành chỉ rơi vào khoảng 20 đến 30 phần. Cú sút rất bất ngờ. Quang Hưng sút xa không được. Được rồi thì thủ môn của Dân Trí đã phải đâm bóng ra ngoài. Rất tiếc là Thu Thịnh không có cơ hội trong tình huống vừa rồi. Đằng sau Quang Hưng chuyển cho Bá Thắng kia. Bao tuyệt vời. Chúng ta đã thấy Bá Thắng đã ghi bàn và tỷ số hiện tại đang là 1-0 cho 24 giờ. Một pha phối hợp bật tường rất tốt từ Bá Thắng và Thu Thịnh. Chúng ta cần phải thận trọng hơn, bởi vì rõ ràng một bàn thắng chưa có thể là nói vào đâu được. Một cú sút xa rất tốt. Vừa rồi là một pha cản phá rất tốt từ Đình Thành. Rõ ràng là Dân Trí đang đẩy đội hình lên rất cao. Và quả bóng bây giờ là Tân Thành. Có đẩy bóng không? Sút vào. 2-0 cho 24 giờ. Và chúng ta đã thấy rằng là Tân Thành đã tỏa sáng. Đứng trước bóng bây giờ là tiền đạo của Dân Trí. Rất tốt. Đó, một pha phạm lỗi. Không được, rất tuyệt vời. Vừa rồi là một pha bật cao đánh đẩy bóng của Đình Thành. Rõ ràng là một pha cứu nguy. Rõ ràng nếu quả đấy chúng ta xem lại thì cái tay trái của Đình Thành đã đẩy chạm bóng và các ngón tay đã đẩy được, cố gắng đẩy bóng ra ngoài. Và chúng ta quả vừa rồi đẩy bóng đã khá xa. Bóng đã đi hết đường biên dọc. Đừng zoom màn hình. Rồi chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc và Bá Thắng đã không dứt điểm thành công. Đấy, bóng là rất hay. Bá Thắng sút vào. Chúng ta đã thấy vừa rồi là một pha rất tuyệt vời. Bá Thắng solo như Messi. Anh đi bóng qua rất nhiều các cầu thủ của Dân Trí và qua cả thủ môn. Và cú dứt điểm vừa rồi là rất tuyệt đẹp. Hiện tại tỷ số chúng ta đang là 3-0. Chỉ còn ít phút nữa thôi, chúng ta có sự phản công từ Bá Thắng. Qua người là rất khéo rồi. Một cú sút không được. Cứ dín rồi mới chuyền. Rõ ràng là Bá Thắng đã chuyền nhưng hậu vệ của Dân Trí can phá rất xuất sắc vừa rồi. Bóng đi vào xà ngang và 24 giờ được hưởng phép quả đá phạt góc. Quang Trung chơi thiên về vị trí hậu vệ. Qua người là rất khéo. Không được. Rất tốt, tuyệt vời. Chúng ta cần phải có một xa phá bóng tuyệt vời và cứu thua cho như tình huống vừa rồi của Tân Thành. Rất tuyệt vời, Bá Thắng. Một mình Bá Thắng 1-1. Không qua được đâu. Cố gắng lên. Không được. Một sự phối hợp giữa Đức Lực và Bá Thắng. Phá bóng rất dứt khoát từ Quang Trung. Tân Thành. Một pha phạm lỗi rất rõ ràng từ các cầu thủ Dân Trí. Sút vào. 4-0. Đó là một pha đá phạt rất tuyệt vời. Dường như những lần đá phạt của ban huấn luyện dành cho các cầu thủ 24 giờ đã được khởi sắc và đưa ra chiến thuật ngày hôm nay. Cú đẩy bóng tờ rất tuyệt vời, Bá Thắng xoay người không được. Chúng ta thấy vừa rồi là rất may cho đội bóng của Dân Trí là thủ môn của Dân Trí đã khép hàng rất tốt, dáng rất tốt vừa rồi. Vừa rồi thì có thể là bàn thắng thứ 5 rồi. Bàn thắng vào 2-0. À vâng, thưa quý vị các bạn, bây giờ là 5-0. Pha đường bóng vừa rồi là trước khi ra đá với đội Dân Trí chúng ta đã có tập luyện. Bóng vẫn đang rất lập cập và quanh quẩn ở khung thành của thủ môn Đình Thành. Và vừa rồi thì trọng tài đã cho rằng là
24 giờ đã có sự bóng đã để chạm tay và Dân Trí sẽ được hưởng quả đá phạt này. Trọng tài đang yêu cầu hàng rào lùi thấp hơn, cần phải tập trung trong tình huống này. Không được, bóng đã không qua được hàng rào. Rất tốt. Đức Hòa, Đức Hòa, không được, không được. Rồi một pha sút rất chính xác từ Đức Hòa nhưng bóng đã đi tới tìm tới đôi tay của thủ môn Dân Trí. Rất tốt Đức Kiên, qua được không? Đẩy bóng cho Văn Thanh, Văn Thanh, Đức Kiên không theo kịp bóng. Một pha phối hợp mà rất tốt từ hai cầu thủ Đức Kiên và Văn Thanh. Không được, rất vào, rất may mắn được rồi. Cú pha chạm bóng rất hớ hình của tiền đạo Dân Trí. Bóng lấp rất lập cập và cái chân may mắn của Đình Thành đã cứu nguy cho đội tuyển 24 giờ. Rất tuyệt vời. Một pha phản xạ mặc dù Đình Thành đã bị che tầm mắt của tiền đạo số 4 Dân Trí nhưng anh vẫn bật cao để đẩy bóng ra ngoài. Và Dân Trí đang hưởng đá phạt góc. Chúng ta đã thấy đã có bàn thắng cho Dân Trí. Một cú đánh đầu ngược từ tiền đạo số 7 đã giúp Dân Trí rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-5. Lại như thế. Ôi giời, ghi bàn chưa? Ông chạm vào đây rồi, hiểu không? Vừa chúng ta có sự cố từ máy quay và tình huống vừa rồi Đức Kiên đã ghi bàn thắng. Tỷ số hiện tại đang là 6-1 nghiêng về đội tuyển 24 giờ. Rất quyết liệt từ Tân Thành. Một sự đáng tiếc vừa rồi chúng ta đã thấy rất chớp nhoáng Dân Trí đã rút khoảng cách xuống còn 2-6. Không được, Văn Thanh định tràn bóng cho Minh Đức. Bóng tới chân số 4. Rất may Đình Thành đã giang chân hết cỡ để cản phá quả bóng vừa rồi. Không được, nếu cứ để xảy ra liên tục như thế này rất nguy hiểm cho công thành của thủ môn Đình Thành. Rõ ràng hậu vệ của chúng ta. Vâng thưa quý vị, và chúng ta đã hết giờ. Và tỷ số hiện tại đang là 6-2 nghiêng về đội tuyển 24 giờ.